Tại một diễn biến khác, VFF vừa công bố kế hoạch phát hành vé các trận đấu tại vòng loại U23 châu Á diễn ra từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 trên sân vận động Thống Nhất. Theo đó, sẽ có 3 mệnh giá vé được bán ra là 100.000, 150.000 và 250.000 theo các vị trí trên khán đài. Vé sẽ được bán tại các quầy vé tại khu vực khán đài A sân Thống Nhất, thời gian bán vé từ ngày 16 tháng 7 đến khi hết vé.